Nói đến đây đó, thì thầy cũng xin phép cho các bạn một số những cái bí quyết để làm giàu. Đó, một là làm giàu mà chồng chất đồng tiền. Trước nhất đó, là không đi làm công mà mình phải đầu tư. Đầu tư tức là làm cho cái đồng tiền của mình nó tạo ra giá trị. Đó, đó là cái chuyện trước nhất. Nhưng mà để tạo giá trị với đồng tiền thì phải đi làm công vài năm đầu tiên để xem người khác người ta làm giàu ra làm sao. Đấy. Và mình mới thấy rằng là xã hội đấy nó có những cái cơ hội mà mình không nhìn thấy. Ôi, cơ hội nhiều lắm. Nhiều lắm luôn. Mình phụng sự ai, mình phục vụ ai, mình giúp đỡ ai là nó tạo giá trị. Đó. Mà rồi sẽ có người khác người ta bảo rằng là bạn có thể giúp tôi một cái việc tương tự hay không? Thì là lúc đó là mình mở công ty. Và một khi mở công ty mình sẽ có khách hàng. Và khi có khách hàng là mình làm giàu. Thì thầy có thể nói thế này là trong cái thế hệ sinh viên của thầy, tức là cách đây 15 năm họ còn là sinh viên, nhưng bây giờ họ đã 40 tuổi rồi. À, giàu hết. Giàu hết. Thầy đi chơi với em nha. Em có xe ô tô, em có tài xế, rồi em có đất ở Bảo Lộc, em có đất ở Ninh Thuận. Tức là chúng nó giàu. Thầy vui cho nó. Thế thì nếu mà bạn nào muốn có bí quyết làm giàu thì thật sự ra thì nó đơn giản thôi, là thầy xin nhắc là chỉ làm công một số năm để mà mình học được cái công ty khác người ta làm giàu ra làm sao, họ kiếm khách hàng như thế nào, họ phục vụ khách hàng như thế nào, họ đếm tiền ra làm sao, họ kế toán ra làm sao và họ chi trả như thế nào, thì cái đó mình phải học. Nhưng mà học xong rồi thì mình phải đầu tư vào cái khả năng bản thân của mình, vào những giá trị bản thân của mình. Và lúc đó đó thì nó có một cái ải, là cái ải đó là mình phải vượt qua, tức là những cái khó khăn ban đầu của người khởi nghiệp. Đấy. Thì người nào cũng sẽ phải qua, nhưng mà qua cái đó rồi đấy thì người nào cũng sẽ giàu, người giàu ít, người giàu nhiều, nhưng mà sẽ giàu. Thì có gì mà chả có một cái bí mật nào trong đó cả, nó là một cái sự diễn biến rất là bình thường của một cuộc sống mà người nào cũng sẽ phải qua. Nhưng mà có một cái mà phải tránh là thầy chưa thấy một đứa con nào của một gia đình quá giàu và bố mẹ để cho một đống tiền để mà tiếp tục làm giàu, thì nó chỉ sống với số tiền mà bố mẹ cho thôi, nó không làm thêm được. Là bởi vì muốn làm thêm trong cái tài sản là phải có cái khả năng tạo giá trị. Mà cái khả năng tạo giá trị đó nó không luôn luôn nằm ở trong tay cái người mà đã sinh ra đã giàu sẵn. Có lẽ có một hai trường hợp thôi, còn số đông là không biết làm giàu. Chính những người tài sản to to lớn lại không biết làm giàu, đó là tại vì bố mẹ để cho nhiều tiền quá, họ không còn có cái động lực, họ không còn có cái kỹ năng và họ không có cái giá trị để phát triển thì họ sẽ không làm giàu. Đi đến cái hành trình này thì con cũng cảm thấy là khi mà mình làm giàu thì mình cũng sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc về câu chuyện là mình có muốn nhìn nhận những cái khuyết điểm mà mình đang có để mình cải thiện hay không, hay là mình có muốn quan sát để mà mình liên tục có tư duy cầu tiến trong việc tăng cái giá trị bản thân để mà mình có thể trao lại giá trị cho người khác hay không. Thì con cũng tò mò là khi mà thầy trải qua cái hành trình làm giàu thì thầy đã có gặp những cái khó khăn hay là thách thức nào không? Vâng, cái khó khăn nhất đấy là tạo được cái hệ sinh thái cho mình. Tạo hệ sinh thái là gì? Là có những người bạn người ta tin tưởng vào mình và họ sẵn sàng đầu tư với mình. Là có những đối tác. Làm giàu mình không làm giàu một mình được. Mình phải làm giàu với đối tác. Mà khi mình làm giàu với đối tác thì cái việc đầu tiên là không phải là mình lừa nó, mà mình phải tạo nên một cái hệ sinh thái, tức là tin tưởng lẫn nhau để mà cùng nhau kề vai sát cánh tạo giá trị. Thì thầy gọi thế là một cái hệ sinh thái giữa người với người, nó là một cái vòng tròn năng lượng, vòng tròn nuôi dưỡng nhau để mà giúp cho nhau làm giàu. Thế thì có nhiều người ta hiểu chuyện đó lắm, chứ chẳng phải là một cái bí mật gì đâu. Thế nhưng mà tất cả những người nào mà nghĩ rằng là không cần ai thì khó lòng làm giàu lắm. Thế thành thử ra là cái quan hệ là cái quan trọng. Thế nhưng mà trên cái điều mà thầy nhấn mạnh cho các bạn nào mà đang xây dựng quan hệ này, thì là như thế này. Những quan hệ mà mình xây sẵn thì không bao giờ mình sử dụng hết. Thầy chưa bao giờ sử dụng một cái quan hệ nào mà thầy xây dựng sẵn hết.
ôi rồi hồi thầy còn trẻ, năm 25, 28, 30, ba mấy, vợ thầy làm cơm suốt ngày để mà mời các bạn tới ăn. Chưa bao giờ thầy làm một cái business nào với một người mà mình mời ăn cả. Ngược lại, bất thình lình ông trời ông ấy, ông ấy bảo rằng là đây này, tôi kêu gọi anh ấy tạo giá trị này. Ông ấy đưa luôn một người tới mà mình không quen. Mình không quen. Mà tự nhiên ra, 5 phút sau thôi, rất thích làm việc với nhau. Đó là tại vì rằng là vũ trụ cũng có những cái định hướng mà chúng ta thấy là bất ngờ. Không cần xây dựng quan hệ một cách hệ thống, nhưng mà cần là luôn luôn tạo cái sự tín nhiệm. Người ta tín nhiệm vào mình, người ta tin tưởng vào mình, người ta sẵn sàng làm việc với mình. Thì cái đó là cái mà nó tạo nên quan hệ. Khi mà thầy nghe thầy chia sẻ thì con cũng nhớ lại những cái ngày tháng đầu tiên mà con biết đến cái nền. Ở đó thì thầy có bốn cái cụm từ mà con nghĩ là ai bước vào là cũng sẽ nhớ ngay: bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn và tích cực. Thì khi mà con chạm đến bốn cái cụm từ này thì thật ra con cũng không hiểu hết được đâu. Nhưng mà thôi, khi mà thầy đã đưa ra một cái tiêu chí như vậy rồi thì con không nghĩ gì thêm. Con cứ bình đẳng đã. Bình đẳng là thầy là một người giáo sư, nhưng mà con không có nghĩ thầy là một người giáo sư. Con nghĩ thầy là ông của con. Và đơn giản là thầy chia sẻ những cái giá trị của thầy để mà con có thể rút ra những cái bài học. Thì bắt đầu con bắt đầu đi vào cái chữ bình đẳng. Nó rất nhẹ nhàng như vậy mà con không cần phải cố gồng lên. Bình đẳng là sự thoải mái giữa người với người. Dạ vâng. Bởi vì không ai coi ai trên ai dưới cả. Dạ. Và khi mà bình đẳng được rồi thì mình bắt đầu hồn nhiên. Mình thích làm những cái thứ mà mình và làm. Và khi mình hồn nhiên là mình xuất phát được hết tất cả cái gì có bên trong. Dạ vâng. Một cái cơ thể mà hồn nhiên đó là xuất phát được 80% cái năng lượng. Trong khi một cái cơ thể mà không hồn nhiên nó chỉ xuất phát được 30% thôi. Bị ém lại rồi. Thế. Dạ. Thành ra cái giá trị đó nó khác nhau nhiều lắm. Dạ. Nó khác nhau một chút là con thả lỏng mình. Thì tự nhiên giá trị con cho đi. À. Nó lại nhiều hơn. Nó lại nhiều hơn. Khi mà con lại cố gắng thì nó lại khác xa nhau. Nó bị co lại. Thì nó lại gây cho con cảm giác là cái môi trường này nó lại chan hòa thế, nó lại ấm áp thế, mình cứ tung bay thôi. Mình cứ như một cái chú bướm mà mình lượn, mình thích cái việc gì mình làm đó. Và khi mà con làm được như vậy thì trước hết là mình đã tự cảm thấy mình rất là yêu đời. Mình đang say sưa với cái việc mà mình đang làm. Tự nhiên mình làm giàu cái giá trị vòng tròn năng lượng của mình. Vòng tròn năng lượng. Và các anh chị hay là thầy bắt đầu có những cái sự quan sát, nhìn thấy một cái giá trị nào đó nó đang được lan tỏa, thì bắt đầu có những sự hòa hợp với nhau. Thì con nghĩ đó cũng là một cái hệ sinh thái mà thầy đã xây dựng. Mà nó đúng như thế đấy. Yeah. Thế thì cái giá trị nó xuất phát từ cái sự hồn nhiên, nhưng mà nó xuất phát nhiều nhất là từ cái sự thẳng thắn, tức là từ cái tinh thần phản biện. Và cái này thì dân tộc chúng ta là phải học cái tinh thần phản biện. Mình phải nghe cái sự phản biện với không phải với cái sự tự ái đúng sai chỗ, mà phải nghe với sự tự ái đúng chỗ. Là người ta nói cái gì mà người ta sửa sai cho mình là mình phải coi cái đó là cái may mắn của mình. Đã. Là ôi dồi ôi, mình tưởng mình đúng nhưng mà người ta đúng hơn. Đấy. Thì lúc đó là mình mới phát triển. Thế thành thử ra là cái sự bình đẳng nó tạo nên sự hồn nhiên, sự hồn nhiên nó tạo nên sự thẳng thắn. Và đến sự thẳng thắn rồi thì chúng ta mới nhận cái giá trị. Thế do đó cho nên là thầy rất khuyên là chúng ta có một cái tinh thần là cầu thị. Và nếu mà tốt hơn nữa là một cái tinh thần khiêm tốn. Để chúng ta học hỏi từ những người khác. Đã bảo như có biết không? Thầy ở cái tuổi này chẳng bao giờ dám nói là mình biết hết rồi. Mình chẳng biết gì cả. Mình còn đang học rất nhiều từ tất cả mọi người. Già trẻ lớn bé là mình học được rất nhiều nhiều điều. Ngay từ những đứa bé nhỏ thầy học được nhiều thứ của nó lắm. Đó. Thế thì một khi mà mình học được, tức là mình tạo thêm giá trị. Và chính khi mình tạo thêm giá trị đó, là cái lúc đó là cái tài sản nó mới tới. Khi mà trong cái quá trình làm giàu thì con cũng thắc mắc là làm thế nào để mình có thể thúc đẩy cái giá trị đạo đức khi mà mình làm giàu. Thầy cũng đã gặp cái trường hợp này rồi. Là trong thầy cũng đã gặp cái trường hợp của những người bạn, người ta có những cái tiêu cực. Và rồi họ làm giàu trên những cái tiêu cực.
họ lo lắng suốt đời là tại vì rằng là họ chỉ sợ bị khám phá. Mỗi khi mà họ ngồi lên cái xe ô tô mà mua với cái tiền của ai đó, thế xong rồi mỗi khi người ta ngồi ở những cái ghế ngồi mà người ta mua đó, người ta không có cái sự thoải mái của cái người mà làm bằng cái bàn tay của mình, làm bằng cái giá trị của mình. Ba bốn chục năm của cuộc sống nó bị nó tối hóa, lúc nào cũng thấy cuộc sống nó hơi tối, hơi lo sợ, và xã hội nó khám phá ra dễ mất mặt, dễ bị coi thường, cứ giấu giếm, sống với sự giấu giếm, không có một cái sự thà lòng thoải mái. Người ta chọn đồng tiền, người ta không chọn hạnh phúc. Và lúc đó người ta mới khám phá rằng là hạnh phúc quý hơn đồng tiền. Lúc đó đã quá muộn rồi. Lúc đó thì hơi muộn. Chưa quá muộn đâu. Chưa quá muộn đâu. Tại vì thầy thấy cũng có nhiều người ta thay đổi. Và người ta đã thay đổi tốt. Thầy đã thấy, từng thấy có những người ta bảo thôi, tao chán cái tài sản của tao rồi, tao cho hết thì bây giờ tao đi vòng thế giới mà tay không. Và người ta thấy rằng cái cuộc sống tay không nó sướng thế. Mà trong khi đó, đó là khi mà có nhiều tài sản, rút cục cũng lại để mua xe thôi, là để làm cái gì nữa. Nhưng mà mua một cái xe, hai cái xe, đến khi có ba cái xe rồi thì không hiểu là không biết là họ còn thú vị gì nếu mà họ muốn mua cái xe thứ tư. Mà họ có đủ khả năng không? Cái này đã là một cái bài học rất khó học. Nghĩa là lấy đi tìm hạnh phúc trên cái sự tài sản là một cái bài học rất khó học. Nhưng mà các bạn nghe thầy đi, các bạn nên học cái bài học đó. Thật sự ra đã không có cái gì sung sướng bằng cái sự thoải mái trước vật chất. Thoải mái trước vật chất là gì? Là mình thấy bên cạnh mình có những người giàu, người ta bảo anh thấy cái xe của tôi chưa? Dạ tôi thấy. Xe của anh có đẹp không? Xe của tôi có đẹp không? Dạ đẹp. Tôi chở anh đi nhé. Mà không, tôi đang có việc, hôm khác anh chở tôi đi. Tại vì trời cho anh lên xe tôi mà anh không lên. Tôi đang có việc. Mình tự tại, mình không có ham muốn, mình tự kiểm soát. Cuộc sống là tự kiểm soát đấy. Mà cái tài sản vật chất nó dễ đưa mình vào một cái tình huống mình không tự kiểm soát. Mà nó có một cái chuyện là như thế này, nhiều người người ta hỏi tại sao con người nó tham. Nó tham vì đơn giản lắm, vì nó lo sợ. Cái người tham là người lo sợ. Lo sợ thiếu hay là lo sợ người khác vượt mình. Đấy, thành thực ra là cái người lo sợ làm sao hạnh phúc được nhỉ? Mà thầy nói thật nhé, cái hồi mà thầy có nhiều tiền ấy, thầy là bắt đầu lo sợ. Lo sợ người ta cướp mình, lo sợ người ta lừa đảo mình. Buổi tối đi ngủ, trước khi vào giường lại đi xem ổ khóa, xem có khóa hết cửa chưa. Một lần chót. Trong khi bây giờ đó, trong cái lúc bây giờ thầy đang sống ngay lúc này này, có hôm thầy dậy thì không những thầy quên khóa cửa mà cửa lại còn để kinh ở ngoài nữa, tức là nó còn đang mở nữa. Yeah. Có sao đâu. Yeah. Người ta vào người ta lấy cái gì? Người ta giỏi nhất là người ta lấy một cái bút của thầy thôi. Thầy không có gì khác cả. Yeah. Đó. Thì nó là như thế. Mà thôi thì bây giờ mình nói thế này cho nó công bằng. Là cái người chưa giàu thì rất thèm khát để khám phá ra giàu là cái gì. Thế nhưng mà giàu rồi thì mới thấy rằng nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Mà thầy nói thật nhé, là từ 20 năm nay rồi, thầy chưa bao giờ hạnh phúc hơn là cái lúc mà thầy chỉ có đủ để ăn lúc cần ăn, lúc cần di chuyển thì ngồi lên xe Grab, rồi lúc cần ngồi cà phê bạn bè thì lúc mình trả, lúc thì bạn bè trả. Nó không có tốn bao nhiêu đâu. Yeah. Mà lúc đó là cái lúc mà mình thà lòng, mình hạnh phúc lắm. Yeah. Một cái bài học quý giá mà con nghĩ là cả con và những quý khán thính giả đang nghe tập podcast này, đó chính là mình có thể bắt đầu sống cho hiện tại trước đã. Yeah. Mình lo thì vẫn cứ lo, nhưng mà nó sẽ không phải là một cái thứ rào cản mình đến với cái sự hạnh phúc. Vâng. Vậy nên là khi mà
gần đây thì cái thời đại công nghệ thông tin nó lên như thế, thì nhiều người trẻ hay là bất cứ ai mà đang trong độ tuổi mà đã có gia đình rồi á, thì họ bắt đầu bị khủng hoảng về tiền bạc nè, khủng hoảng về học tập và làm việc để phát triển bản thân nè, rồi khủng hoảng về tâm lý nuôi dạy con cái. Thì thầy nghĩ như thế nào về cái trường hợp này? Mình nhìn người khác mình sống là mình chết. Mình chỉ nhìn cái bản thân của mình và cái nhu cầu thực của mình, thì mình luôn luôn là mình nổi. Cái đó là cái bài học. Rất nhiều người, rất nhiều người sống vì người khác mà so sánh mình với người khác, mà không biết là người khác người ta có những cái đau khổ mà mình không có. Đây là cái bài học của Đức Phật. Đức Phật đã dạy buông bỏ, cho đi tất cả những điều mà mình coi là vô thường. Nhưng mà học bài thì nhiều người học lắm, nhưng mà hiểu bài thì không ai chịu hiểu cả. Thôi thì thầy nói một cách rất đơn giản thôi, thích làm giàu làm thử đi. Nhưng mà nhớ một điều là khi có tài sản rồi mà thấy không hạnh phúc thì hãy buông đi, chứ đừng có giữ lấy nó. Giữ lấy nó là chỉ có khổ thêm thôi. Quan trọng là mình thì biết nhìn. Thầy là một người rất sung sướng, là thầy đã biết buông bỏ vào cái lúc mà phải buông bỏ. Tức là mình bảo rằng là 60 năm cuộc đời của mình đầy đủ kinh khủng, có lúc mình có nhiều tiền, cũng rất nhiều tiền, nhưng mà bây giờ mình không cần nữa và mình mới thấy là mình hạnh phúc hơn. Thì trong những năm gần đây thầy không có đồng nào trong túi cả và thầy rất sung sướng. Hôm nay cô tin chắc rằng là chủ đề làm giàu nó không phải là một chủ đề về chúng ta đi tìm kiếm một cái mô hình nào đó để mà làm giàu về giá trị vật chất. Mà với thầy thì thầy đã truyền cảm hứng cho chúng con là chúng con phải làm giàu về giá trị bản thân, về khám phá những cái tiềm năng của mình, về đạo đức, về sự chan hòa, về sự cho đi. Đúng rồi. Thì đó là những cái mà đức tính mà con nghĩ là... Nhưng mà thầy vẫn cho một cái mô hình. Mô hình đó, đó là đi làm công vài năm và sau đó, đó là phải làm riêng và phải đầu tư theo cái giá trị của bản thân. Mình phải đi một vòng. Phải đi một vòng. Rồi mình sẽ quay về. Quay đúng về. Với cái hướng của mình. Để kết tập podcast này đi, thì con cũng cùng các bạn khán thính giả rất là muốn nghe thông điệp cuối cùng của thầy về cái hành trình làm giàu. Tất cả những người mà giàu mà thầy quen mà chưa bao giờ có ý nghĩ làm giàu hết. Và tất cả những người làm giàu mà có ý nghĩ làm giàu, họ đều đau khổ hết. Và thầy nhắc lại cái gì thầy nói ban đầu. Không một sinh vật nào trên thế gian này, trừ loài người, có tài sản hay có một cái tờ giấy chủ hữu. Mà có những người đồng bào dân tộc ở khắp nơi chứ không phải riêng nước mình, là họ đều sung sướng lắm. Bởi vì họ không có tài sản. Rừng là tài sản của họ, sông là tài sản của họ, và họ không cần có giấy tờ, và họ rất sung sướng. Nhìn họ đi, mình thấy họ sung sướng. Chúng con cảm ơn thầy rất là nhiều vì ngày hôm nay lại vẫn tiếp tục trao đi những giá trị mà thầy đang có và không giấu lại bất cứ thứ gì trong người hết. Ngày hôm nay thì chúng con xin được cảm ơn cà phê Little Hà Nội đã có thể tạo một điều kiện để mà thầy có thể chia sẻ hết những cái trải nghiệm của thầy về cái công cuộc làm giàu. Và hy vọng là các bạn sẽ đón nhận tập podcast này với những góc nhìn mới và có những cái sự chuyển hóa thực tế hơn trong cái hành trình mà mình đi tìm kiếm những cái tài sản của mình. Chúng con xin cảm ơn thầy và xin chúc thầy nhiều sức khỏe. Thầy cũng xin cảm ơn rất tất cả các bạn. Dạ vâng. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái miền.